bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam. Cách đây không lâu thì mình đã mở hộp chiếc Samsung Galaxy S10 phiên bản 5G và nó có một cái màu rất là đẹp, đó là màu Gradient. Thì hôm nay mình lại có một chiếc S10 nữa, nhưng nó là S10 cộng và cái phiên bản màu nó rất là nam tính. Đây chính là Samsung Galaxy S10 cộng phiên bản hạc hồng. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp ra để xem rằng là với cái chiếc máy này màu sắc nó sẽ như thế nào, và cũng như là những cái phụ kiện đi kèm nó có được thay đổi hay không, hay là cũng như những chiếc S10 cộng thông thường nhá. Mình sẽ mở ra này. Và quên mất, sản phẩm này thì mình mượn được ở bên XD Mobile, nên các bạn quan tâm thì có thể tham khảo thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video này. Tiếp theo sẽ đến là cái máy. Thì chúng ta sẽ có đây là phiên bản hạc hồng như mình đã chia sẻ. Cái màu này là một cái màu mà rất là nam tính, rất hợp với mình. Chúng ta sẽ đến với bộ phụ kiện thì sao. Với bộ phụ kiện của chiếc Samsung Galaxy S10 cộng này thì nó cũng khá là bình thường mà thôi. Cục sạc vẫn sẽ là nguồn ra 9V 1.67A, tức là chúng ta sẽ có cái công suất là 15W. Nó giống như bản bình thường, nó không có gì đặc biệt cả. Và một điểm mà mình soi được ở đây đó là nơi sản xuất Thái Nguyên Co Ltd, hàng Việt Nam sản xuất. Và chúng ta sẽ có tiếp theo là cục USB OTG Type-C, tai nghe màu trắng. Và chúng ta sẽ có cuối cùng đó sẽ cáp USB Type-C, đầu A và đầu Type-C bình thường mà thôi. Không có điểm gì đặc biệt trên bộ phụ kiện của chiếc máy này cả. Và với cái chiếc máy màu hồng này thì ốp lưng của chúng ta sao ạ? Xem có màu hồng hay không, này cũng màu trắng. Mình mong là nó sẽ màu hồng. Khá đáng tiếc nó cũng màu trắng thôi các bạn, không có điểm gì đặc biệt ở đây. Chúng ta sẽ đến với chiếc Samsung Galaxy S10 cộng phiên bản hạc hồng mà mình có ở đây. Thì với chiếc Samsung Galaxy S10 cộng phiên bản hạc hồng này thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái màu hồng, nhưng nó sẽ hơi ngả màu cam. Nếu như các bạn nhìn thẳng trực diện như thế này, đó, trực diện như mình như thế này, thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có một màu hồng, nó hơi lờ một tí giống kiểu hồng cánh sen, nhưng nó lại không được nhạt như hồng cánh sen mà nó cũng không đậm hẳn. Và khi các bạn nghiêng ra ngoài ánh sáng thì nó sẽ đổi sang màu cam. Và nói chung là tùy theo từng góc nhìn của bạn thì chúng ta sẽ có những cái màu sắc khác nhau trên cái mặt lưng của Samsung Galaxy S10 cộng phiên bản hạc hồng. Tất nhiên với cái phiên bản này thì chúng ta cũng sẽ có một cái phần khung viền cũng được sơn lên màu hồng, nhưng mà cái màu hồng trên cái phần khung viền này thì nó lại hơi lợt, nó lợt hơn khá nhiều so với cái màu mặt lưng, nên là tổng thể nhìn nó không được đồng bộ cho lắm. Nếu như mà cái phần viền này nó hồng lên một tí nữa, nó rực lên một tí nữa thì nó sẽ được đồng bộ hơn, và khi đó chúng ta sẽ không bị cái cảm giác là nó bị tách rời ra khỏi cái mặt lưng như thế này. Và với phần cụm camera của chiếc Samsung Galaxy S10 cộng phiên bản hạc hồng này thì chúng ta cũng sẽ có cái phần viền được làm màu hồng lên, nhưng mà cái kính thì vẫn là kính màu đen. Rất tiếc không phải cái màu hồng, mình không tưởng tượng ra nếu mà cái kính camera này màu hồng thì nó sẽ như thế nào. Còn lại những thứ khác thì không có gì thay đổi so với những chiếc Samsung Galaxy S10 cộng mà chúng ta đang có trên thị trường. Trên màn hình 6.4 độ phân giải 2K cộng tấm nền Dynamic AMOLED, chúng ta sẽ có con chip đó là Exynos 9820, 8GB, và phiên bản này mình đang có là 128GB nhớ trong. Tất nhiên thì với những phiên bản này các bạn cũng sẽ có những tùy chọn kiểu là 512GB nhớ trong, hoặc là 12GB RAM và 1TB nhớ trong. Thì với cái chiếc Samsung Galaxy S10 cộng phiên bản màu hạc hồng này sẽ mang đến cho các bạn một lựa chọn nữa trong cái những phiên bản màu sắc để cho chúng ta có nhiều tùy chọn hơn. Và các bạn thấy sao về phiên bản màu này của Samsung Galaxy S10 cộng? Các bạn có thấy hứng thú, hào hứng với nó hay không? Xin mời comment để lại cái cảm nhận của bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Đừng quên để lại một like, share và một subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam để chúng ta có thể gặp lại nhau trong nhiều video sắp tới nhá. Xin chào và gặp lại bạn trong nhiều video lần sau.